Mời các bạn theo dõi tập 2. Rất đẹp các bạn.
Đẹp. Đây là kết quả đốt đó các bạn, không cháy. Cái này chưa làm phép á, cái này bình thường á, đốt không á, chưa có phép nha. Nếu làm phép vô là hết sảy luôn, để chùi hết cho các bạn coi ha. Thank you.
các bạn thấy thế nào? Trái cũng tốt mà không trái cũng tốt. Mình sẽ đốt cái nữa. Này. Đây cái thứ nhì, mình có hai cái, cưa ra một cái, còn cái này mình sẽ đốt lần nữa cho các bạn xem nha. Đây là kết quả các bạn, đốt là hai lần rồi. Rất nóng nhưng mà không cháy. Các bạn xem kỹ lại thấy không đó, cái này cắt ra nè, phải dùng máy cắt. Con này chút nữa cắt sao, cái này cắt ra vậy bọc vàng lại đeo. Cái này mình muốn mài cho thẳng này kia cũng được, mà để y nguyên gì cũng được, tùy theo đó. Nó nóng đó. Đây là cái hai cái nanh này xong đó, mình đốt xong đó, thì nó không cháy. Nếu mà mình làm phép nữa rất là không thể nghĩ bàn các bạn. Nếu mà mình làm phép rồi đó, tức là mình sên bùa vô, mình nhát vô đây nè, mình lấy đồ mình đắp lại. Rồi xong xuôi mình sẽ bọc vàng vào này ha, mình đeo, đeo dày. Cái này cũng vậy, mình cắt ngang. Rồi có lỗ này mình vẽ bùa vô, vẽ bùa vô mình nhét vô. Bùa bằng vàng, miếng vàng á các bạn, vẽ vô, vẽ những chú bùa vô mình nhét vô đây. Mình kiếm đồ, mình đắp lại, với keo đặc biệt á, đắp lại đeo đây. Rồi sau đó mình bọc lại, bọc vàng đeo, tức là đeo cái nanh này được hộ thân, tức là đi tới đâu á, là mình không có sợ gì hết, đi ban đêm cũng tránh tà, mà ngủ bất cứ cái chỗ nào xa lạ, gần núi này kia cũng không ai đến quấy phá hết. Tại vì cái nanh này rất linh, có bùa chú vô, bùa chú vô, sên vô là rất hiệu quả.
mình đi tới đâu mọi người kính mến, kính trọng mình, thương mến mình, giúp đỡ mình mọi cách. Tại vì sên bùa vô thì đi tới đâu mọi người kính trọng, kính mến mình, đem sự may mắn đến cho mình, là hóa giải những tà khí, hung khí, tức là ai ghét, ai thù mình á, hại mình không vô được. Nếu mình đeo cái này, nếu mà sên bùa vô, đeo vô là không ai hại mình được hết. Cái này có nhiều điều kiện trong này các bạn, cũng như đàn ông thì đeo ok, đi đâu cũng được hết. Nếu mà có bạn gái hay vợ chồng thì phải ngủ chung thì bắt buộc phải tháo này ra. Tháo ra để trên bàn thờ. Đó. Còn đi đâu không được chung vô dưới cái sào quần áo các bạn. Ví dụ người ta phơi quần áo mình không có chung xuống dưới được. Đeo cái này không có chung, nếu mà không có thì chung được hết. Nó kỵ cái đó. Nếu mà cái này sên phải 7 bữa, đúng 7 bữa. 7 bữa xong xuôi mình làm phép xong hết á, rồi mình mới vẽ bùa vô, rồi xong xuôi được trong vòng 7 bữa người nào đâm về. Tức khi sên phép á, mình sên lại hết rồi bọc vàng lên, rồi bắt đầu đem đợi thầy làm một lần nữa, là mình đeo không giới hạn. Tức là những người mà đi tiến trận á, đánh giặc với nhau, đeo cái này có thể là tánh đạn. Đạn không có tánh ai hết, nó đi thẳng, bắn đi thẳng. Nhưng mà cái này túng á, nó sẽ giạt qua một chút. Nó sẽ khiến, ví dụ như đạn đi thẳng vậy các bạn, nó sẽ xịt qua một chút này, đi ngang, xẹt cái tiếng áo. Đó là bảo vệ mình thôi. Cũng như cái vậy nè, bắn ngay mình cái gì, nhưng mà nó không nghe vô, có viên đạn đi thẳng, khiến mình xịt qua một chút. Khiến mà con người mình xịt qua một chút, đạn nó đi xuyên qua, không có sao hết. Nó rất linh. Bởi vậy ta nói đeo nên theo gần bạn, đạn bắn không túng, có nghĩa là không túng như vậy đó, các nghĩa các bạn. Bắn ngay đây, ngay chốc rồi phải túng rồi, nó không bao giờ ấy á, như đạn đi thẳng. Nhưng mà cơ thể mình nó uyển chuyển qua một chút, nó sẽ xuyên ra vô ngay cái nách, ngay kêu nào á, nó xuyên qua một chút lủng lỗ. Đó là các nghĩa cho các bạn biết, không phải đạn bắn không túng, túng hết, tất cả cái gì phải túng xuyên qua hết. Nhưng mà khiến cơ thể của mình xuyên qua một chút, nó bắn đi thẳng mà, nó không túng mình thôi. Đó là bảo vệ mình. Mấy người mà đi chiến đấu với nhau, đánh giặc với nhau, đeo cái này rất linh. Chỉ bọc vàng cắt ngang đây một chút thôi, không nhiều, chút gì đây, cỡ chút này nè, rồi đeo vô. Đó là bùa hộ mạng. Đó. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn để ha. Nếu các bạn thích á, thì đăng ký vào kênh của tôi để xem được nhiều video mới nhất. Nha. Nhớ nhấn cái chuông á. Bye các bạn.